Xin kính chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nha. Hôm nay mình có một cái sản phẩm dành cho tất cả những anh em mà chơi cái dòng rim nha anh em. Đặc biệt là cái dòng rim đời đầu như là rim Thái hay là Super Rim đời đầu anh em ha. Thì đây là những cái miếng mặt nạ nha anh em nha. Mặt nạ của rim. Ở dưới cái hàng ở phía dưới này nè anh em, có 4 cái là cái mặt vuông này anh em thấy không? Đấy, cái mặt này là của rim Thái nha anh em. Rim Thái thì nó gắn được cho cái dòng rim Thái đời đầu, rim Thái đời 2 và rim tem lửa nha. Đó. Còn đây là ở phía trên này là Super Rim nha anh em. Thì nó có 3 miếng này, miếng này là đời Super đời 99 2000 201 nha. Còn hai miếng bên này là đời 203, 204 nha anh em. Mình không có bán đời cao nha. Đời cao thì anh em có thể dễ dàng tìm kiếm ở những cái tiệm phụ tùng rồi, nhưng mà những cái miếng đời đầu này thì gần như là chúng ta không thể kiếm được ở đâu hết á, nó rất là hiếm và đặc biệt á là nó theo xe, cho nên là cái miếng mặt nạ nó đồng bộ với cái miếng nhựa ở phía trong này nha anh em nha. Còn nếu mà nói về cái miếng mới ấy, thì anh em gắn vô ấy, nó theo cái miếng nhựa bên trong nó cũ ấy, thì nhìn nó không được đẹp nha anh em nha. Nếu mà chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải sơn lại luôn cái miếng kia, mà sơn lại thì nó lại thành một cái màu khác, không có đúng như màu jean đó. Rồi thì mỗi miếng như vậy mình bán đồng giá cho anh em 200.000 một miếng nha, rim Thái cũng như là Super Rim đời đầu. Đây, hình thức là chuẩn hàng zin theo xe, mình bao anh em luôn, đúng hàng theo xe, không phải hàng sơn lại, không phải hàng lô nha anh em nha. Đó, anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ mình nha anh em. Những cái miếng này nha anh em, nếu mà chúng ta không biết là nó, chúng ta sẽ nhìn là nó hàng lô với hàng zin là nó giống nhau tới 90%, nhưng mà mình cam kết với anh em đúng hàng zin nha. Đó, đây, còn đây là những miếng mà Super này. Đó, rất là đẹp nha anh em nha. Super đời 99-2000 này. Bữa mình có đã mấy chiếc, anh em có để ý thì có thể biết ha. Đó, rất là đẹp nha anh em nha. Đời 99-2000 tới bây giờ là nó đã hơn 20 năm rồi, nhưng mà nó quá xuất sắc luôn. Còn đây là đời 203-204 này. Đó, rất là đẹp này anh em thấy không? Cái nước xì của nó rất là bóng nha. Còn đây là rim Thái nha anh em. Rim Thái thì họ sẽ làm cái nước xì nó theo kiểu khác, không có giống như là Super nha. Đó, nó thô sơ và nó đẹp kiểu đời đầu, kiểu cổ điển hơn ha. Còn cái kia thì nó kiểu sắc nét tinh tế hơn. Đó, còn rim Thái thì nhìn nó khá là thô, nhưng mà nó đúng kiểu đời đầu, gắn vô rất là chất nha anh em nha. Đó, rồi thì anh em nào có nhu cầu anh em thể liên hệ mình nha anh em. Giá 200.000 đồng giá cho 5 miếng, cho 9 miếng ở đây nha anh em nha. Đó, anh em nào có nhu cầu thể liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại 0915 434 973 nha. Chúc anh em có một ngày mới thật là nhiều niềm vui.